Thời vận đang lên, 3 tuổi bước qua tháng 4 dương lịch, như cá chép gặp nước, như rồng gặp mưa, trong cửa có phúc, ngoài cửa gặp quý nhân. Thứ nhất, tuổi Dần, tháng 4 có cung quan lập, có các tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của trời ban nên gặp nhiều quý nhân may mắn và phước đức kéo dài trong suốt nguyên tháng. Phải nói là tháng 4 dương lịch, tuổi Dần vào nứt vách đổ tường, làm đau tháng đó. Thứ hai là tuổi Tuất, tháng 4 con giáp tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, nhà cửa bình yên, cuộc sống hạnh phúc, họ trung thành với gia đình và quan tâm sâu sắc đến với gia đình, khiến cho không khí gia đình hòa thuận hạnh phúc. Đồng thời, những người tuổi Tuất cũng có thành tích nổi bật trong sự nghiệp, siêng năng, cần cù, tận tâm, dũng cảm, đảm nhận trách nhiệm và được sự tin tưởng, ủng hộ của đồng nghiệp và khách hàng, nên sự nghiệp khởi sắc như diều gặp gió. Thứ ba là tuổi Hợi. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi là một con giáp giàu có nhất trong tháng 4 này. Con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, nhà cửa tổ ấm được bình yên. Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng sẽ làm quen được với một số quý nhân trong tháng này. Những người này sẽ mang đến cho con giáp này nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ trong công việc cũng như cuộc sống. Tiền bạc làm tới đâu là mang về tới đó. Những con giáp này thật sự may mắn, hãy xả vận xui tại đây. Chúc cho bạn tháng mới đắc lộc và sai tài.